đa số tập hợp ông Công Lập ở Bắc Giang phố xanh xin vào phán và trọng tài là hai bộ. Chúng ta không
như là vật tự do. Tuy nhiên thì ở vật truyền thống thì luôn có những cái điều cấm kỵ. Vì vậy yêu cầu các đội viên khi tham dự cần phải hết sức lưu ý, đặc biệt là những miếng cánh nguy hiểm. Các đội tập tuyệt đối không được sẵn sàng sẵn chéo nguy hiểm, không được rúi động cổ tay, không được chậm quay thở lâu mà tay nguy hiểm. Và chúng tôi xin được công bố kết quả khai mạc vừa qua. Ông Cô Cử ở Vĩnh Phúc đã toàn thắng hợp, xin mời chúc sẽ trao giải thưởng cho Cô Cử. Số tiền là 300.